lá lớp này là Linh mới đi hái về nè. Hôm nay thì Linh sẽ làm món bò lá lớp để mời ông bà cô chú các bạn các nhỏ nha. Sẽ để cái lá lớp qua bên cái sàn này cho nó khô để lát nữa mình gói. Hôm nay để làm bò lá lớp thì Linh có chuẩn bị nè. Cái này là thịt bò mà Linh đã xay ra. Cái này là thịt heo xay. Giò sống. Cái giò sống này anh chị có thể mua ở Bách Hóa Xanh nè. Còn ở chợ thì Linh không có biết chỗ mua. Linh thấy trong Bách Hóa Xanh có bán á. Còn cái này thì là sả, tỏi, hành, lá lớp lên mầm nhuyễn. Bây giờ thì Linh sẽ đổ hết tất cả các nguyên liệu này vô cái thau này nè. Đó. Thịt bò, giò sống, thịt heo, tỏi, sả, hành, lá lớp. Gia vị thì Linh sẽ cho hạt nêm thôi ha. Còn ở nhà mình á, ông bà cô chú nè, các bạn anh chị mà mình cứ nêm theo khẩu vị gia đình mình á, Linh thì không có thích ăn bột ngọt lắm nên là không có bỏ bột ngọt. Bỏ tiêu lên cho nó đừng có tanh. Wow, Linh trộn lại bây giờ thấy nó thật là hấp dẫn luôn á. Linh gán trộn cho nó đều xí, tại vì nhiều khi mình trộn nó không có đều tay á, là cái gia vị nó không có thấm hết thịt, nên là có chỗ nó như thế này, có chỗ nó như thế kia, nên là cố gắng trộn lâu xíu. Wow. À, nhìn hấp dẫn luôn không bà cô chú các bạn ơi. Bây giờ á, thì Linh bắt đầu gói nha. Đó. Gói thì Linh sẽ gói cái mặt này ha. Mình sẽ bỏ cái miếng thịt lên cái mặt này. Chắc Linh sẽ lột bao tay ra cho nó dễ gói hơn. Nãy Linh quên để lại xíu dầu để thấm cái tay cho nó đừng ngay. Mình lấy một cục nhỏ vậy ha. Linh sẽ bỏ lên đây. Rồi. Cuốn cái đầu lại. Linh cũng không có khéo trong mấy cái chuyện mà cuốn này nữa. Đó. Rồi, cái này nè, Linh dùng để ghim vô. Ghim vô cái cuốn nó để nó giữ chặt lại. Không có được đẹp lắm. Xong. Sẽ để xuống đây. Sẽ gói thêm một cuốn nữa nha. Đó, mình lấy cái cục lên vậy. Xong rồi lấy hai cái này. Sẽ bẻ lại. Cái tay của Linh nó hơi bị gung. Rồi, Linh sẽ cuốn lên. Với cái lá lớp này nó cũng hơi nhỏ nữa nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ dùng cái này để xong vô. Để nó giữ lại nó không bị buông ra. Rồi, bây giờ thì Linh sẽ đem cái lá lớp Linh vừa cuốn xong để đi nướng. Lửa cháy rồi, Linh để lên nướng luôn nha. Nó có cái Linh có cuốn nó không khéo nó cũng bị xúc ra. Wow, nè, bây giờ nó teo lại, nó thích chín hết trơn rồi nè. Giờ chắc Linh sẽ chuẩn bị gắp ra. Đây, tất cả của Linh bây giờ chín rồi. Linh sẽ cho một miếng mỡ hành lên nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá luôn. Rồi, Linh sẽ gắp thêm xíu đậu phộng nữa. Wow. Vậy là món ăn của Linh ngày hôm nay nó đã hoàn thành. Bây giờ thì chuẩn bị ăn thôi. Dạ, Linh xin chào quý ông bà cô chú các bạn nha. Hồi nãy giờ thì là Linh đi hái lá lớp nè, xong rồi Linh làm bò cuốn lá lớp. Món này thì hồi đó giờ là mẹ Linh chưa ăn lần nào, mẹ cha là gia đình Linh là chưa ai biết món này hết trơn á. Nên là hôm nay là Linh làm để mời cho mẹ với cha Linh, với ông bà cô chú các bạn các em nhỏ cùng ăn với gia đình của Linh nha. Rồi. Bây giờ thì gót nước mắm ra mẹ. Chết là quên lấy cái muỗng, để con gót cho.
Cái nước chấm này là Linh có xay thơm bỏ vô nữa cho nó kẹo kẹo. Chi ơi, của con với mẹ em nó rất nhiều lắm. Rồi. Rồi. Đây, của con gấp cho con. Đó. Hôm nay á thì Linh ăn bò lá lốp là có bò nè, có rau sống, bánh chén, bún. Mẹ ăn đi mẹ. Rồi, mời các bạn nghe. Đây, rau nè. Mẹ cuốn rau nè, lá lốp. Rồi thêm một miếng dưa leo. Thêm miếng khóm và bún nữa. Đó, mình cuốn một cuốn là như vậy đó. Rồi, Linh cũng sẽ cuốn nha. Wow, lần đầu tiên Linh cũng làm cái món này luôn á. Mẹ Linh với cha Linh là mới nghe luôn á. Tại vì cái món này á, mình ở đây á, ít có thấy lá lốp hay mẹ. Chứ không ai biết ăn lá lốp hết trơn á. Rồi, bây giờ thì cuốn thêm dưa leo, khóm. Rồi, mẹ cuốn lại chấm ăn bình thường ha. Đó, một cái cuốn rất là chất lượng. Rồi, cái này của con hình như nó hai cuốn. Sao? Đây, Linh sẽ ăn nha. Xin mời ông bà cô chú các bạn các em nhỏ nha. Vâng. Mày đâu có ăn cái lá lốp này đâu. Ngon quá. Cái lá lốp nó thơm mùi giống giống nó nhào hay mẹ. Ngon ha. Hát con gói rồi ạ. Ăn nhiều nhiều cũng ngon. Với có cái thơm nữa, cái ngọt. Ngon quá. Ngon nào giờ không ăn đâu biết. Dưa, đất dưa leo. Miếng dưa leo. Mẹ lấy mấy miếng nó hơi bị gắt, miếng bánh chát bị gắt rồi. Cái mẹ hai cặp hai miếng rồi. Rồi. Cặp được hai miếng rồi. Con ăn đi. Con cũng gói. Cái nào có rau ăn dễ ăn ngon ha. Cái bò lá lốp này, cái lá lốp này công nhận mình nướng nó không bị khét cái lá. Ngon thiệt chứ. Hồi đó giờ đâu có ăn đâu biết. U gói cho bự ăn cho nó ngon miệng luôn. Uống vô. Cái bò rồi mình bầm chung với xả với thịt đồ á. Với cái giò heo. Người ta thường là người ta cái không có giò heo mới biết người ta làm bằng gì không? Làm bằng gì? Bằng mỡ heo á, mình xắt miếng vuông 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 để cho nó mềm. Chứ mẹ làm thịt bò không mẹ cuốn là nó sẽ bị cứng. Hai miếng bánh tráng nó hơi cứng. Ừ, nãy con ăn hai miếng nó cũng hơi cứng. Một miếng thì nó vừa ăn. Ngon ha. Ăn này no luôn. Ừ. Ở chỗ 5 cục như vậy là người bún người gao là một phần là 25 ngàn mẹ. Có chỗ bán 30 hả? Ngon quá. Ngon. Tôi thích sao? Nãy ấy bún hơi nhiều quá nó hơi bị hơi bự phải không? Hơi bự. Cái nào mẹ có khóm nó ngọt. Mình cắt như dừa luôn à. Ngon. Đó giờ không ăn thiệt á. Con biết mà, đó giờ mẹ đâu biết ăn nó nghe không? Nên làm cho mẹ ăn thử. Tại đây á chuyên gia là thường ăn bò xào. Ừ. Chỉ biết ăn bò xào thôi chứ bò né cũng chưa biết ăn nữa đó. Nhưng mà ở đây á, biết sao không? Mọi người biết sao không? Tại vì thịt bò á, ít có bán lắm. Bán mà nó không có được bò tươi, toàn là bò đông lạnh không à. Mà nhìn cái màu nó giống như thịt trâu luôn, nhìn con còn sợ nữa. Là nó nói thịt bò sao nó bán thứ bò. Ừ. Con nhìn là con thấy, con biết là không phải thịt bò rồi. Mà bán miếng nữa. Cái thịt bò này là Linh mua ở trên thành phố đem về. Thằng em nó làm trong Bách Hóa Xanh á. Khuyến mãi 200 ngàn ký, kêu Linh mua. Cái Linh mà nhờ nó mua giùm để trong tủ đông á. 3-4 ngày Linh mới đem về đây á. Mà cũng ăn còn tươi lắm, ngon. Có đậu phộng vô, mẹ nó béo lắm. Mẹ lấy miếng nào có đậu phộng á. Được rồi, mẹ nhiên đó rồi. Mẹ gán ăn thêm cuốn mẹ nô. Nhóc hết trơn, thấy con làm nhóc hết trơn. Chắc là mình đã cỡ 300-400 gram bò rồi thêm thịt heo.
vừa giò sống rồi mấy cái gia vị mình nêm lên nên nó độn lên nhiều. Chứ cái bò mà cuốn tự nhiên cuốn với cái lá lốp ăn ấy không thì nó không ngon, nhưng mà mình phải bầm ra mình làm vậy nó ngon. Có làm sao đó, đặc biệt lắm. Ăn ở chân cửa, ở trong nhà lộ, người ta đi ngang qua lộ. Ngon quá, làm thêm cuốn nữa. Bạn nghĩ ăn hả? Ngon hả? Gắn thêm cuốn nữa cho nó nước bụng luôn. Ngon thiệt luôn á. Lâu lâu mẹ ăn thấy lạ không? Lần đầu tiên con ăn con thấy chỗ ngon sao đâu á. Con có ăn chưa? Con ăn rồi, con mới biết đường làm chứ. Chế dẫn con đi ăn á, chứ hồi đó con cũng đâu biết đâu. Chế dẫn đi ăn, trời ăn ngon quá trời, kêu mấy phần luôn. Mà nó bán có chút xíu à mẹ ơi, ăn đâu có đã đâu, ăn đâu có no. Có bún nữa đây à? Có hết đầy đủ luôn. Mời đi mà cái ăn. Món này con cũng không biết là của miền nào ta. Hồi đó giờ ở Cà Mau mình đâu thấy đâu hả mẹ. Hồi đó gì mình không nghe nữa. Rồi xin mời đó. Ông bà ơi cô chú thêm một cuốn cuối cùng nữa nha. Là Linh với mẹ Linh ăn xong rồi đó. No dữ lắm rồi mà ngon quá trời luôn. Dạ. Thôi mời cuốn cuối cùng đó. Ngon. Mẹ ăn có lẩu phộng béo hơn nữa. Thấy mùi vị chua chua quá. Nói con cây khớm bỏ vô đó. Cái này nè, em biết không, ăn với mắm nêm mới đúng bài. Nhưng mà con không biết ăn mắm nêm, với nhà mình cũng không ai ăn được mắm nêm á. Nên là không có làm mắm nêm, nên là chấm thay nước chấm. Thì hồi nãy giờ là Linh ăn cũng chắc 7-8 cuốn rồi, cũng ngon lắm á, no. Mẹ Linh cũng ăn no rồi. Lần đầu tiên mẹ ăn mẹ thấy sao mẹ? Ngon no luôn. Thì bây giờ là Linh xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú, các bạn, các anh nhỏ những video tiếp theo nha. Mọi người nếu mà thấy món ăn của Linh ngày hôm nay ngon thì hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video ủng hộ Linh nha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.